Ngày 4 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương, sinh năm 1983, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hương mạo danh là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan trung ương và công an. Vì thế Hương nổ là có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu muốn lấy lại được tài sản bị lừa, nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để đi lo lót. Với thủ đoạn trên, bị can này đã lừa của chị T và nhiều người khác hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Công an kêu gọi ai là bị hại của Hương đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, phối hợp điều tra. Công an cũng khuyến cáo người dân không nên tin tưởng vào các đối tượng ngoài xã hội để tránh bị sập bẫy lừa đảo.